Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy. Các bạn sinh viên thân mến, lời đầu tiên xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho sư phụ cùng chư tăng được nhiều sức khỏe, Phật sự viên thành. Chúc cho toàn thể đại chúng có một ngày tu thật là vui vẻ và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Thì lâu quá rồi chúng ta mới được gặp lại nhau. Nhìn thấy ai cũng thấy lớn hết rồi. Nhưng mà có một cái là mình không chịu nhận là mình lớn. Mình cứ chịu là nhỏ hoài à. Trong cái tư tưởng của mình ấy, mình không chịu suy nghĩ rằng mình đã lớn. Mình luôn lấy cái lý do là mình còn nhỏ lắm. Vậy thì câu hỏi là khi nào mình mới chịu lớn đây? Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi đó cho mình không? Không. Trả lời rất là tỉnh. Thì khi nào già rồi lớn rồi hỏi làm gì, đúng không? Nhưng mà cái câu hỏi này rất là quan trọng đó các bạn. Nó ảnh hưởng và nó tác động rất lớn đến cái cuộc sống của mình. Nếu mà mình không chịu lớn ấy, không chịu trưởng thành ấy, thì cuộc sống của mình nó cứ bình hoài vậy. Và những việc mình làm, những gì mình suy nghĩ, nó không đưa mình tới đâu cả. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mình tìm hiểu về câu hỏi và tìm hiểu về câu trả lời là khi nào ta lớn. Và đó cũng là cái đề tài mà Tâm Tiến muốn chia sẻ với các bạn sáng hôm nay. Để làm giảm bớt cái nhiệt độ của trong phòng thì chúng ta hãy đừng có tiết ra những cái hơi nóng nữa. Nở một nụ cười cho tươi mát xem nào. Các bạn có biết không, người Việt Nam mình nó giỏi lắm. Mình phải công nhận điều đó. Các bạn thấy người Việt Nam mình giỏi không các bạn? Cứ thầy nghĩ, nếu mà mình suy nghĩ cho kỹ á, thì người Việt Nam rất là giỏi. Thì có một lần, có một bạn này, bạn đi chung một chuyến máy bay với một vị giáo sư đi qua Mỹ. Giáo sư này là bạn của ông Albert Einstein. Thì ông giáo sư này ông bay nhiều quá, ông cảm thấy chuyến bay này dài quá, ông chán. Thì ông mới ngồi kế bên cái anh bạn sinh viên Việt Nam này đó. Thì ông mới nói là hey, mình làm gì cho vui đi, chứ giờ ngồi đây mà đi 20 mấy tiếng chán lắm, ngồi trên máy bay không chán lắm. Thì anh sinh viên này anh cũng nhà quê mới lên mà đâu biết gì đâu, nói ok được thôi, giờ ông muốn gì? Ông này mới nói giờ chúng ta đố, ví dụ tôi đố anh mà anh trả lời không được thì anh đưa tôi 100 đô, còn anh đố tôi mà tôi trả lời không được thì tôi sẽ đưa anh gấp 10 lần. Là bao nhiêu? 1.000 đô. Dễ ăn quá ha. Thì anh người Việt Nam này nói ok, mời ông đố trước. Ông này mới đố là ông khoa học, nhà khoa học mà. Ông nói là giờ anh tính cho tôi khoảng cách từ trái đất đến sao Hỏa. Cái anh này nhà quê biết gì đâu, thua. 100 đô đưa nè, của ông đây. Ông này thấy dễ ăn ha, mỉm cười. Rồi ông mới nói bây giờ đến lượt anh đó, đố đi. Thế anh này mới đố. Tôi đố ông, cái gì mà khi nó leo lên núi thì nó có 3 chân, mà khi nó leo xuống thì nó có 4 chân? Ông này ai trả lời được? Cái gì mà khi leo lên cái núi thì nó có 3 chân thôi, mà khi nó đi xuống nó có tới 4 chân? Ông này cuống quýt kêu tổ máy bay, gọi điện phỏng vấn các nhà khoa học trên thế giới, họp bàn làm đủ thứ hết.
Gọi cho bạn ông là Albert Einstein cũng không trả lời được. Ông tức mà, ông nhà khoa học tại sao ông lại không biết được cái vấn đề này. Ông cái cũ, ông móc ra $1,000, ông đưa cho anh này. Anh này cầm $1,000, bỏ túi, hạ cái ghế ra, nằm ngủ. Ông này ông tức lên, ông kêu, ông đập anh này dậy. Nè, lấy tiền của tôi rồi phải trả lời cho tôi tại sao lại ngủ. Cái gì mà đi lên núi 3 chân mà đi xuống 4 chân? Anh này anh móc ra $100, anh đưa ông này, tôi không biết. Mình có đùa với người Việt Nam chúng ta phải không? Nói như vậy, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ lại là dù cho chúng ta giỏi, chúng ta khôn hay chúng ta như thế nào thì không ai trên cuộc đời này là hoàn hảo cả. Có một câu tiếng Anh là gì? Câu tiếng Anh là nobody is perfect, là không ai hoàn hảo. Chúng ta chỉ có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và hạnh phúc hơn, chứ chúng ta không thể sống một cuộc đời hoàn hảo. Các bạn nữ thì có thể muốn tìm cho mình một người hoàn hảo để gắn bó với cuộc đời. Người đó ngôn tình Trung Hoa gọi là soái ca. Người đó là người quan tâm, người đẹp trai, học giỏi, lãng mạn, không hút thuốc, không rượu chè, không ngoại tình và không tồn tại. Có ai gọi là soái ca không các bạn? Các bạn nam cũng thế, cũng muốn tìm cho mình một người hoàn hảo. Nhưng mà cuộc sống này làm sao có được sự hoàn hảo đến như vậy? Chỉ có trong văn chương mà thôi. Nhưng mà mình có thể tìm được cho mình và có thể sống được một đời mặc dù nó không hoàn hảo, nhưng mà nó có thể hạnh phúc và hạnh phúc hơn. Nhớ, đừng bao giờ đi tìm kiếm sự hoàn hảo, mà hãy sống một cuộc đời hạnh phúc. Thiền sư Nhất Hạnh có nói một câu như thế này: mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình là tôi thật sự muốn gì? Trở thành một người thành đạt số 1 hay đơn giản là một người hạnh phúc? Để thành đạt, bạn có thể phải hy sinh hạnh phúc của mình. Bạn có thể trở thành nạn nhân của sự thành đạt, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc. Trên con đường tìm kiếm sự hoàn hảo, có thể mình hy sinh thứ này thứ kia để mình đạt đến cái sự hoàn hảo đó, nhưng mà trên con đường của hạnh phúc thì mình không phải hy sinh cái gì cả. Mình không phải là nạn nhân của sự hạnh phúc. Trong này ai sử dụng internet? Ai sử dụng internet giơ tay lên. Rồi mấy người không giơ tay là ở trên rừng mới xuống hả? Rồi ai sử dụng Google, bắt Google á. Rồi cảm ơn các bạn. Cóc cóc, các bạn biết trình duyệt cóc cóc không? Ok. Safari. Đa số các bạn đều sử dụng. Thì các bạn có biết là khi mà mình mở một trang nào đó trên internet, bất cứ cái gì mà nó không chạy được thì mình phải làm sao? Có nghĩa là mình mở một lần nhiều trang, hoặc mình mở một trang nào đó mà nó không có chạy, nó cứ lốt mãi thôi, mình phải làm gì? Có cái nút gì ở bên góc bên trái nè, giống mũi tên tròn tròn nè, cái đó là gì? Hả? Refresh. Mình phải bấm cái nút đó để cho cái trang của mình nó chạy lại từ đầu, đúng không? Thì khi mà mình refresh á, thì nó sẽ chạy lại và nó có thể chạy nhanh hơn. Cuộc đời mình cũng vậy các bạn. Mình mở nhiều trang quá. Nào là công việc, nào là gia đình, nào là học tập, nào là yêu đương, nào là chấm chấm. Nhiều trang quá thì đôi khi nó bị một trang nào đó nó bị đứng. Thì mình cũng phải nhấn cái nút đó cho cuộc đời mình, nhấn cái nút refresh của cuộc đời mình nè, để mình làm mới lại cái đó.
Đừng có nói với quý thầy là cuộc đời mình không bao giờ phải refresh cả. Quý thầy biết là đa số sinh viên này, sinh viên học sinh á, refresh nhiều lắm. Bởi vì mình biết đó là cái điều đương nhiên thôi. Mình phải dám làm mới lại, là dám refresh lại nó. Cái đó là cái bản chất của cuộc đời là như vậy rồi. Nếu mà mình không làm mới thì làm sao mình vượt qua nó được. Mình cứ để nó chạy vòng vòng hoài, chờ mãi rồi nó xuất hiện cái con khủng long. Rồi xong. Cho nên đừng có ngại mà làm mới nó. Thì quý thầy sẽ chia sẻ cho các bạn một vài yếu tố để các bạn làm mới mình và để các bạn có một cuộc sống, mình nói là hạnh phúc, chứ mình không nói là hoàn hảo. Và cái thứ nhất đó là mình cần có một cuộc sống cân bằng. Cuộc sống cân bằng thì chắc chắn chúng ta đều là sinh viên phải không? Mình sẽ có áp lực về thi cử nè, rồi nộp luận luận án nè, rồi làm bài viết nè. Mà cũng hay ha, cái não của mình á, nó hoạt động 24 giờ trên một ngày, 7 ngày trong một tuần, 30 ngày trong một tháng, mà chỉ ngưng hoạt động khi mà mình yêu ai hoặc là mình đi làm kiểm tra mà thôi. Và cái áp lực nó đến, đôi khi não mình nó cũng bị đứng. Mình không còn cách nào để mà giải quyết vấn đề đó. Và chắc chắn là ai cũng có, không ai ngoại lệ, quý thầy cũng có những vấn đề riêng, các bạn cũng có những vấn đề riêng. Thì Tâm Tiến có nhớ một lần mà khi mình đang ở bên Thái á, thì thường là mình hay đi thể dục ở công viên. Thì cái thường người Thái đó các bạn biết không, người ta chỉ quen thuộc với hình ảnh của các sư, còn các thầy như mình thì đôi khi họ không biết là thầy. À, họ nói mình là cái loại gì á, ngoại đạo gì đâu á, không biết. Thế các bạn nhìn mấy sư các bạn có biết không? Cũng không biết luôn hả? Biết chứ, các sư thì đắp y khác một tí thôi. Thì có một lần khi mà đi đó thì có cái ông kia, ông đang chạy thể dục á, bởi vì công viên thì nhiều người mà. Thì ông chạy rồi, tự nhiên ông chạy, ông dừng lại cái. Ông ngược lại, ông nhìn mình. Mình thấy nghi rồi. Người Thái là cái đó nhiều. Biết gì không mà cười. Thì mình cũng vừa lo mà cũng vừa nghi. Thì ông đứng lại, ông chào mình, Sawatikap. Rồi ông cắp cắp, riết một tăng. Rồi mình nói, thôi ông nói tiếng Anh dùm tôi đi, cho tiếng Thái tôi không hiểu, ông cứ cắp hoài, tôi có hiểu đâu. Tiếng Thái mình vẫn biết, nhưng mà biết ít thôi. Vì ông hỏi câu gì cứ cắp 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 thôi. Nói qua tiếng Anh. Thì ông mới hỏi là, ông nhìn mình ha, ông nói, ủa, rồi như vậy rồi có lấy vợ được không? Ông nói như vậy chứ không phải là đi tu ha. Ông nói như vậy rồi có lấy vợ được không? Mình bực mình cái ông này. Mình nghĩ trong lòng đó, ủa ông biết tôi là thầy chùa hay sao ông nói câu đó ta? What are you talking about? Ông nói cái gì vậy? Tôi là thầy tu, tôi không thể lấy vợ như mấy sư ở đây mà thôi, không thể lấy vợ được. Thì ông nhìn mình một lúc, suy nghĩ một lúc, mình biết ông suy nghĩ gì. Nhưng mà mình cũng thấy, bởi vì người ta có cái sự không biết, mình cũng thông cảm, nhưng mà mình cũng lúc đó mình cũng hơi bực. Ông chưa tha cho mình ha, ông còn hỏi là, ủa rồi như vậy, cứ như vậy thôi. Như vậy có thấy thiếu thiếu gì không? Mình nói liền, có chứ. Có sao không? Ông trổ mắt lên, ông hỏi, ủa, thiếu gì vậy? Mình nói là thiếu khổ, thiếu vấn đề, thiếu cái người mà ngày nào bên cạnh cũng là làm cho mình nhức đầu. Bởi vì ông á, ông là người có vợ, quan điểm của ông á là phải có
Vợ có chồng thì sống mới hạnh phúc, nhưng mà không có vợ không có chồng đi tu thì mình bớt được cái khổ đó, thì mình nói mình thiếu cái khổ. Thì ông nghe xong ông nói tốt lắm, cứ giữ vậy đi. Rồi ông nói là tôi khổ quá mà, xong ông bỏ ông chạy. Cho nên á, đi tu vẫn có cái những cái khổ riêng, những cái vấn đề riêng, nhưng mà bớt rất là nhiều thôi các bạn. Đi tu bớt nhiều lắm. Các bạn nam có gì chút xuống văn phòng đăng ký tập sự xuất gia. Ông bà mình có nói một câu là mỗi cây, mỗi hoa và mỗi mỗi nhà mỗi cảnh, không ai mà tránh khỏi cái này cả. Nhưng mà có thể mình bớt được phần nào và mình nhiều hơn phần nào. Thì ông sư phụ hay dạy đó, mình đừng có vác thêm nhiều cục đá nữa, đá trên lưng bỏ bớt xuống đi. Chứ mà mình thấy cục nào mình cũng cứ vác lên á, cái đá mà mình vác đó đó làm cho mình nặng thêm mà mình không chịu bỏ xuống. Có người á sống trong khổ đau mà chết năm 25 tuổi, mà năm 70 tuổi mới được chôn cất. Sao để lâu dữ vậy? Chết năm 25 tuổi trong tâm là chết rồi, mà 70 năm sau mới được chôn cất, hoặc là 70 tuổi mới được chôn cất. Đó là năm 25 tuổi là họ đã mất hết cái sức sống, họ đã nói chung sống một cuộc đời như người không sống. Và đến cái lúc mà họ lìa bỏ cuộc đời này thì không có gì cả. Cuộc đời mình như một chiếc xe bốn bánh, mà mình cân bằng được bốn cái bánh xe đó thì cuộc đời mình sẽ chạy trên con đường một cách dễ dàng. Cái bánh thứ nhất đó là đời sống cá nhân. Đời sống cá nhân chúng ta gồm cái gì? Sức khỏe bản thân của chúng ta này, tâm hồn của chúng ta này, những cái gì mà liên quan đến chúng ta này. Mình phải làm sao để cái đời sống cá nhân của mình á nó được cân bằng. Mình đừng bao giờ nói là tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia, mà mình làm cái đó bởi vì nó có ảnh hưởng tích cực tới đời sống cá nhân của mình. Đừng nói tôi phải làm, mà tôi được làm, tôi muốn làm. Các bạn có biết nơi giàu nhất ở trên hành tinh của mình là ở đâu không? Ở đâu? Dubai. Wrong. Ở đâu? Những mỏ vàng ở châu Á hả? Sai luôn. Kim cương ở châu Phi hả? Sai luôn. Mỹ hả? Cũng sai nốt. Nơi giàu nhất trên hành tinh đó là Nghĩa Trang. Nói có vẻ mắc cười nhưng mà thực sự như vậy. Nơi đó chôn cất những tài năng, những ước mơ, năng lực tiềm ẩn chưa bao giờ một lần được khám phá. Bởi vì họ sợ, họ chết đi. Và như chúng ta đây nè, chúng ta có những cái tài năng, cái bản thân chúng ta không không khám phá và chúng ta chưa nhận ra cái đó. Và khi mà chúng ta thử nghĩ đi, khi chúng ta chết đi thì cái tài năng nào, cái ước mơ nào, cái đam mê nào sẽ chết với chúng ta? Có bao giờ các bạn thử hỏi là mình có tài năng gì không? Mình có ước mơ gì không? Mình có mục đích gì cho cuộc sống của mình không? Hay là mình cứ sống một đời mình phải làm cái này, mình phải làm cái kia, để rồi khi mà cái hơi thở cuối cùng của mình, những tài năng, những ước mơ, những đam mê đó đứng bên cạnh bạn và nói với bạn rằng tôi đến với bạn mà tại sao bạn không chịu khám phá tôi? Và để khi bạn ra đi thì bạn đã phí mất một cuộc đời. Các bạn đã đủ lớn để ý thức được việc đó hay chưa? Để suy nghĩ rằng tại sao những cái mà mình thấy bây giờ, ví dụ như cái điện thoại, chiếc máy bay, đều là những sản phẩm của ước mơ, của những giấc mơ mà người ta làm thành hiện thực. Mình đã đủ lớn để mình nghĩ cái đó hay chưa? Hay mình nghĩ rằng mình còn nhỏ? Hay mình sợ mình không làm được? Các bạn nói tôi không biết viết văn, nhưng mà các bạn đã từng đặt bút xuống các bạn viết hay chưa?
Các bạn nói tôi không biết làm toán, nhưng các bạn đã từng học hay chưa? Các bạn nói tôi không nói được tiếng Anh, nhưng các bạn đã từng cố gắng hay chưa? Các bạn đã thất bại đúng không? Thất bại mấy lần? 5 lần? 10 lần? Nhưng các bạn đã vượt qua thất bại hay chưa? Có thể các bạn nói à, ngồi đến này thì nói dễ lắm, nhưng mà làm thì rất là khó. Đúng, không có cái gì mà đến với mình dễ cả. Làm rất là khó. Nhưng mà cái đó là cho cái đời sống cá nhân của mình, mà mình không chịu khám phá nó thì mình phí mất cái mà vũ trụ đã đem lại cho mình. Có một câu nói là đừng để cuộc sống, đời sống đại học trở thành độc hại. Một câu chơi chữ rất là hay. Đừng để cuộc sống đại học trở thành độc hại. Cái người sáng lập ra công ty Theranos, chị này là tỷ phú tự tạo trẻ nhất thế giới. Công ty này chuyên về y khoa, chị mới nói rằng hãy cứ theo đuổi những gì bạn đam mê và ước mơ. Dù bạn thất bại và bị chê cười, nhưng với đam mê đó, bạn sẽ tiếp tục làm. Và một ngày nào đó, thành công sẽ mỉm cười với bạn. Ban đầu khi mà sáng lập công ty này á, không ai chấp nhận, không ai cho vay vốn và không ai đồng ý với cái ý tưởng này cả. Nhưng mà chị ta đã theo đuổi và làm được. Không phải thành công đến trong một đêm, không có cái gì đến trong một đêm cả. Nó là cả một quá trình sự cố gắng. Và mới đây nè, Mr. Obama có nói một câu là đừng có lo lắng quá đến việc bạn sẽ trở thành ai, mà hãy quan tâm đến việc bạn sẽ làm gì cho cuộc đời của mình, đời sống cá nhân của mình. Và cái đời sống cá nhân của mình nó ảnh hưởng rất là lớn đến những người xung quanh. Bạn thử nghĩ ha, sau này mình học xong, mình ra mình làm việc, một ngày 7 tiếng, tuần 6 ngày, một tháng 25 ngày, và mình làm 40 năm như vậy trong cái sự chán trường, chỉ mong cho qua thời gian mà thôi, thì mình có thực sự xứng đáng với cuộc đời của mình hay không? Thử suy nghĩ xem. Mình lớn hết rồi, đừng có nghĩ mình còn nhỏ nữa. Biết yêu hết rồi mà nhỏ gì nữa, đúng không? Thì cái đó là nói về phương diện cái bên ngoài. Còn cái bên trong của mình là gì? Là sức khỏe của mình. Mình cố gắng mình làm cho đầy đủ những thứ đó, mình thành công với những cái đó, mà sức khỏe mình không có thì mình cũng không có hưởng được gì từ đó, đúng không? Nếu mà mình bệnh thì mình cũng không giúp được ai cả. Cho nên sức khỏe mình là một, cũng là một phần rất là quan trọng. Đời sống cá nhân của mình nó bao gồm hai thứ đó thôi. Theo đuổi ước mơ, làm tốt những công việc của mình và giữ gìn được sức khỏe của mình. Các bạn bây giờ chúng ta còn nhỏ, nhỏ về tuổi, nhưng mà chúng ta chưa ý thức được rằng á, là sức khỏe của mình đang ngày một đi xuống nếu mà mình không chịu giữ gìn. Thế có cái ông này, ông bị cái bệnh gọi là bị người già bị lạnh á, không nhớ. Thì ông nói là muốn vào phòng lấy cái gì đó, nhưng mà khi đi vào á thì quên không biết lấy cái gì. Mà khi nhớ ra là lấy cái gì rồi á thì không biết lấy cái đó để làm gì. Thì con cái của ông mới kêu là thôi giờ bố đi mua thuốc trị mất trí nhớ uống đi. Thì ông mới tới tiệm thuốc, ông nhớ là ông sẽ mua cái gì. Mà khi mua thuốc về rồi không biết để ở đâu, không biết thuốc đó là thuốc gì nữa. Bây giờ chúng ta còn trẻ, còn sức khỏe, chúng ta cứ là chơi bời nè, tiệc tùng nè, rồi thức khuya Facebook nè. Mình không chịu giữ gìn sức khỏe cho mình thì một khi mà mình, cái cơ thể mình nó đi xuống á, thì nó xuống rất là nhanh. Và khi mình tàn phá sức khỏe của mình thì chính mình có tội với cha mẹ, với người thân của mình. Cho nên sức khỏe là một phần rất là quan trọng. Nếu không có sức khỏe thì dù mình có hạnh phúc về vật chất, mình vẫn không có hưởng được. Bây giờ nói chuyện về sức khỏe với người trẻ thì đôi khi nó có cái gì đó nó hơi thừa, nhưng mà thử nghĩ lại đi. Nếu mình không có sức khỏe thì làm sao mình ngồi đấy được, mình tu tập được? Đó cũng là một vấn đề quan trọng. Đó là cái thứ nhất, là đời sống cá nhân. Cái bánh xe thứ hai là đời sống gia đình. Gia đình thì có cha mẹ, anh em. Mà những thành viên trong gia đình nếu mà không quan tâm lẫn nhau á, bế tắc kéo dài á,
thì sự đổ vỡ sẽ là điều tất nhiên. Và mình phải biết rằng sự hiện diện của mình, sự có mặt của mình trong gia đình là một phần rất là quan trọng. Sự quan tâm của mình và cha mẹ quan tâm con cái cũng là một phần quan trọng trong đời sống của mình. Quan tâm ở đây là quan tâm thực sự, quan tâm để mà chăm sóc cha, chăm sóc mẹ, chăm sóc những người thân. Và khi mình quan tâm, khi mình chăm sóc, mình biết để ý tới những vấn đề đó là mình một phần nào đó mình làm giảm bớt cái áp lực cho những người trong gia đình. Chứ không phải quan tâm kiểu là à, bố ơi bố có khỏe không, rồi bố nhắn tin 365 574 2100 đó là số gì vậy, rồi mẹ ơi dạo này mẹ đẹp quá, người mẹ trả lời 243 3576 635. Lúc đầu đọc thầy cũng biết là số gì, các bạn biết số gì không? Gạt điện thoại phải không? Thì các bạn thử hỏi là mình đã thực sự mình dành thời gian cho gia đình mình chưa? Mình dám dành thời gian để mình on Facebook một ngày 5 tiếng, nhưng mà mình có dám dành thời gian thực sự cho gia đình mình chưa? Các bạn biết không, có nhiều gia đình sống với nhau mà như người dưng vậy đó. Một ngày không có được một bữa cơm với nhau. Khi về thì người một góc, người ôm cái máy, và thế là mỗi người phải đi tâm sự với người lạ. Bởi vì người trong gia đình đâu tâm sự được đâu. Thì đời sống gia đình cũng là một yếu tố rất là quan trọng cho chúng ta. Chúng ta cần phải quan tâm nó. Cái thứ ba đó là công việc. Mình là sinh viên, mình là học sinh thì cái công việc của mình là đi học. Mà quý thầy thấy là đa phần á, mình đi học đại học là bởi vì bị gia đình ép. Trong này mình nói nhỏ với nhau, trong này bao nhiêu bạn là bị gia đình ép đi học đại học đâu? Giơ tay lên xem nào. Ồ, có 1-2 bạn thôi, còn lại là tự nguyện đi học ha. Không ở nhà bắt chăn trâu luôn á. Không đi học bắt ở nhà cho chăn trâu. Nếu mà mình thích học đại học, mình đi học, đó là một điều rất là tốt. Nhưng mà có thể trong cái chương trình học ấy, có những môn mình không thích học, cứ vào là buồn ngủ. Vào là thầy thì nói, mình thì cứ ngồi chơi hoặc ngồi ngủ. Đúng vậy, đôi khi mình học đâu phải môn nào mình cũng thích đâu. Với thầy học, với thầy cũng biết mà. Ghét nhất là môn gì biết không? Môn cổ ngữ ấy, những cái ngôn ngữ cổ ấy, tiếng Phạn hoặc tiếng Pali. Cực kỳ không thích. Mình không nói ghét nha, cực kỳ không thích. Bởi vì học thứ nhất là khó, thứ hai là nó khô khan, và thứ ba là không muốn học. Mình đặt cho hai môn đó là môn 3K: khó, khô khan và không muốn học. Ngày nào hỏi hôm nay học môn gì, hôm nay học môn 3K. Nhưng mà không phải không muốn học, không phải học những môn đó không có ích các bạn. Nó vẫn có ích rất là nhiều. Có thể mình bỏ một chút thời gian vào đó, nhưng mà không được mặt này thì được mặt khác. Nó làm cho cái đầu óc của mình nó phải suy nghĩ, phải nhớ bài, phải vận động. Thì cái đầu óc nó cũng như cái cơ thể mình thôi. Mình vận động thì nó mới phát triển được. Cũng giống như ông sáng lập Apple đó, Steve Jobs á. Ông học, ông bỏ ra thời gian ông học chữ thư pháp. Ban đầu thì không có làm gì cả, nhưng mà từ từ thì ông phát triển cái đó thành cái font chữ rất là đẹp của Apple. Thì mình cứ nghĩ là có thể những cái mình học bây giờ mình không thích, nhưng mà chắc chắn sau này mình có cơ hội mình sử dụng, hoặc chí ít thì nó cũng giúp cho cái bộ não mình hoạt động. Cho nên đừng có sợ, đừng có ngán, cứ học và học cho tốt, theo đuổi. Nếu mà mình thực sự là vào đại học bằng cái niềm đam mê của mình thì mình hãy theo đuổi nó, học cho tốt, để khi ra trường mình có tấm bằng để về làm công nhân. Nói giỡn vậy thôi, cho khi ra trường mình làm những cái điều mà mình đã đam mê từ đầu. Trong thời gian học đại học á, mình phải làm sao cho cuộc sống của mình này, cái thời gian này là cái thời gian rất là quý. Đừng để 4 năm trôi qua rồi mà mình nhìn lại mình thấy là mình
không học được gì cả. Bước vào con đường đại học là các bạn đã lớn rồi đó. Các bạn đã đủ lớn rồi. Đừng có về nhõng nhẽo với ba mẹ. Mình đủ lớn rồi, mình vào đại học là mình lớn rồi. Mình quá 18 tuổi là mình đủ lớn rồi. Và đến bây giờ năm 2, năm 3, năm 4 rồi mà vẫn còn hỏi cái câu khi nào ta lớn thì nó hơi trễ. Vào đại học là đủ lớn rồi. Có bạn nói là nếu mà mình cứ bỏ thời gian mình học cái thứ mình không thích thì nó có ích gì đâu. Tại sao mình không bỏ luôn đi? Đúng, học những thứ mình không thích đôi khi nó không có lợi ích gì cả. Tại sao không bỏ? Làm sao bỏ được? Ví dụ mình còn có thể, cái duyên của mình chưa đến, áp lực từ gia đình, những cái mình mong muốn, ước mơ của mình chưa đến thì mình cứ ấp ủ nó, mình luôn suy nghĩ về nó, mình trăn trở về nó. Một khi duyên đã đủ thì những thứ khác sẽ đến. Không có cái gì là phí cả các bạn. Học không bao giờ phí cả. Phải tùy hoàn cảnh, tùy cơ hội và tùy duyên của mình để mình phấn đấu. Nhưng mà luôn luôn trăn trở, luôn luôn suy nghĩ về cái mục đích, về cái ước mơ của mình. Cái đó là cái quan trọng. Nhất là quan trọng đối với mình bây giờ này. Mình là sinh viên này, nó càng quan trọng hơn nữa. Cái thứ tư á, cái bánh xe thứ tư của cuộc đời mình đó là các mối quan hệ xã hội. Thời xưa đấy, khi mà chưa có internet á, thì người ta chỉ có những mối quan hệ xã hội mà người ta gặp mặt hàng ngày. Còn bây giờ chúng ta có hai cái mối quan hệ là mối quan hệ ở cuộc sống hàng ngày và cuộc sống trên mạng. Chúng ta vừa quan tâm đến những người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày và những người mà có thể khi chúng ta chết chúng ta cũng biết là ai. Bởi vì trên mạng thì đâu có biết ai. Mạng xã hội thì mình cứ kết bạn về thôi chứ mình cũng không biết ai. Cho nên những mối quan hệ xã hội nó cũng cần cái sự quan tâm của mình. Mà đôi khi mình quan tâm cái mà trên mạng nhiều hơn cái thật của mình, rồi mình riết mình bỏ cái thật của mình luôn. Mình làm sao cái thật và cái không thật nó phải cân bằng với nhau. Đời sống xã hội phải cân bằng. Mình phải biết được cái nào quan trọng hơn. Chứ không phải đi đâu mà cứ cầm điện thoại on Facebook, chụp hình selfie hoặc là comment này nọ. Chúng ta có một cái công việc hàng ngày mà chúng ta hay làm đó là selfie. Công việc không có lương mà rất là chăm làm. Đi đâu cũng check in. Đã tới chùa Hồng Pháp rồi, hi hi. Tới chùa rồi mà cũng phải check in mới được. Thì làm sao mà mình cân bằng được các mối quan hệ xã hội của mình, dành thời gian để mà sống với cuộc sống thật của mình nhiều hơn. Hôm tiên có chế một câu như thế này. Ta cứ ngỡ Facebook là cõi thật, thế cho nên lai dạo đến bây giờ. Anh rồi cứ đi lai dạo không à. Mình lớn mà mình phải ý thức được cái nào là cái quan trọng với mình. Mình vẫn sử dụng những cái đó để liên lạc với bạn bè, với người thân. Nhưng mà thực sự quan trọng đó là phương tiện để mình đạt đến cái mục đích, chứ không phải đó là mục đích. Thì đó, bốn cái bánh xe của cuộc đời này, chúng ta phải cân bằng nó. Lúc thì đời sống cá nhân đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn thì chúng ta quan tâm cái này nhiều hơn. Đời sống gia đình đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn thì chúng ta phải để ý nó nhiều hơn. Bởi vì không khi nào mà nó cân bằng hết đâu. Thực chất bản chất cuộc đời là vậy. Nó không bao giờ cân bằng. Nếu chỗ nào nó đòi hỏi sự quan tâm của mình thì mình chú ý vào đó một chút. Chứ mình không thể cứ học. Hoặc là gia đình. Hoặc là người yêu. Không thể. Mình phải có sự cân bằng. Và cái nào cần sự chú ý của mình thì mình chú ý vào đó nhiều hơn một chút. Thí cử thì mình chú ý vào việc học một chút. Trong gia đình có người bế tắc, đau khổ thì mình chú ý vào gia đình một chút. Làm sao cho bốn cái đó nó cân bằng thì khi mình đi cái chuyến xe này á, mình mới tới đích của mình được. Bởi vì thực chất á, cái chao đảo này, cái khổ đau này, cái vướng mắc là điều không thể thiếu trong cuộc đời. Mình phải hiểu được như vậy.
Mình không thể lấy khổ đau ra khỏi cuộc đời. Đây cuộc đời của tôi, khổ đau lấy ra bỏ bên này, rồi bỏ bên này cho ai? Không lấy ra được. Mình không thể đi ra cuộc đời mà mình còn sống. Người ta nói là you cannot get out of life alive. Có nghĩa bạn không thể ra khỏi cuộc đời mà còn sống. Có người nói câu là đời là bể khổ mà qua được bể khổ là quá. À quá đời. Không thể lấy khổ đau ra được. Đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Nó như hạnh phúc vậy đó. Khổ đau và hạnh phúc là song song với nhau. Không có khổ đau thì làm gì có hạnh phúc. Mình cứ nhớ đi, mỗi lần mình bị đau khổ thì mình nói à đây là một phần tất yếu của cuộc sống. Mình không thể thiếu nó được. Nhưng mà mình đừng có bị nó chi phối. Đó mới là cái nghệ thuật. Khổ đau đó đó, vướng mắc đó đó, bế tắc đó đó, nhưng mà đừng để nó chi phối. Có câu nói là ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Cuộc đời mà cứ bình về thì không có anh hùng hào kiệt nào đâu. Mình lớn, mình suy nghĩ, mình ý thức được rằng cuộc đời mình cần phải có cái mục đích, cần phải có cái lý tưởng, thì mình phải chấp nhận những thử thách. Mình phải chấp nhận những thử thách như đó là một phần quan trọng của cuộc đời mình. Bên ngoài có sóng gió, nhưng cái bên trong mà mình vững được á, thì sóng gió bên ngoài không thể ảnh hưởng tới mình. Có một câu chuyện như thế này. Anh chàng này, anh ta sống mà cứ suy nghĩ tiêu cực, sống khổ đau, sống bế tắc rất là nhiều. Mặc dù bạn bè thì cũng nhiều mà không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Thì có một ngày anh ta lên núi, anh ta hỏi một vị ẩn sĩ làm sao để sống một đời hạnh phúc. Khi lên tới trên núi, điều đầu tiên anh ta thấy đó là thấy gì? Có đâu, không có thấy mệt đâu. Thấy cái nhà của vị ẩn sĩ đó. Thì khi mà vào trong nhà gặp vị ẩn sĩ đó thì anh ta mới hỏi làm sao cho tôi hết khổ đau đây. Thì cái vị ẩn sĩ này mới nói là ông đưa tay lên miệng làm thái độ như vậy. À anh này nghĩ chắc là nói là à, đừng nói nhiều quá về khổ đau. Nếu mà nói nhiều quá về khổ đau thì cứ khổ đau dài dài. Đó là anh ta nghĩ như vậy thôi, chứ vị ẩn sĩ không nói gì hết. Thì anh ta hỏi một câu thứ hai, làm sao để tôi sống một cuộc đời hạnh phúc đây. Vị ẩn sĩ tiếp tục làm cái này. Anh ta nghĩ là à chắc là ông này nói là à, đừng có bàn chuyện của người này người kia, đừng có buôn tám quá thì sẽ được hạnh phúc. Anh ta vừa định nói câu thứ ba đó, định hỏi câu thứ ba thì cái vị ẩn sĩ này mới khoát tay để anh ta dừng lại và cầm một tờ giấy viết ra. Anh này mừng, trong tâm là chắc là cái gì đây mà không thể nói được bằng lời mà phải viết ra đây. Thì anh ta mở tờ giấy ra, anh ta đọc. Thì trong tờ giấy này viết như thế này: à, ta đang bị đau răng quá, không nói được, hỏi nữa ta tán cho đó. Đó là một câu chuyện vui, nhưng mà mình nghĩ là ai cũng có vấn đề khổ đau đúng không? Ai cũng tìm cho mình cái cách giải quyết. Nhưng mà mình không thể, như ban nãy Tâm Tiến đã nói đó, mình không thể sống thiếu khổ đâu. Dù mình là người gì đi chăng nữa thì mình cũng bao giờ sống thiếu khổ cả. Tâm Tiến thích nhất một câu mà đợt tu sinh viên mấy năm trước hay là mấy tháng trước gì đó Tâm Tiến có giảng, đó là từ bùn xét nở là sao? Là từ trong khổ đau mà mình thấy được hạnh phúc. Từ trong bế tắc mà mình tìm ra được con đường. Nếu mà không có bùn thì làm sao chúng ta có xen được. Các bạn thấy những bông hoa như thế này, đẹp như vậy đó, nhưng mà chúng ta cần phải có phân bón. Chúng ta không thể trồng hoa ở đây. Mặc dù cái này rất là đẹp nhưng chúng ta không thể trồng được. Cuộc sống của mình cũng vậy. Các bạn nghĩ về một cái khổ đau nhất mà các bạn từng trải qua xem nào. Chia tay người yêu, khổ đau không? À có. Thì mình phải nghĩ về cái hướng tích cực một chút. Đó là khổ đau, nhưng mà sau đó thì mình được giải thoát. Điều đó chứng tỏ rằng từ bùn thì sen mới nở được. Từ khổ đau thì chúng ta mới thấy được hạnh phúc. Và nếu mà muốn từ bùn mà sen nở được
Thì chúng ta đây nè, chúng ta cần phải có một đời sống nội tâm thật là vững chắc. Chúng ta có bốn bánh xe đó đó, nhưng mà chúng ta đều, tất cả chúng ta đều cần phải có một đời sống nội tâm vững chắc. Không có đời sống nội tâm thì chúng ta khó mà có thể vượt qua được những thử thách, những chông gai trong cuộc đời. Đời sống nội tâm, đời sống tâm linh này rất là quan trọng. Nó như là một cái nền tảng của một ngôi nhà vậy đó. Các bạn có cái nền móng vững chắc thì các bạn xây bao nhiêu tầng cũng được. Mình cần phải ý thức được mình không còn nhỏ nữa, mình lớn hết rồi. Mình cần phải có cái gì đó vững chãi từ bên trong. Đời sống tâm linh của mình là cái quan trọng. Sự thực tập để tạo dựng được một đời sống tâm linh từ bên trong rất là quan trọng. Mình có thể vui chơi, mình có thể bạn bè tụ tập, nhưng mà cái quan trọng của mình là phải có đời sống tâm linh. Và các bạn tập hợp, các bạn về chùa Hoằng Pháp, các bạn tu tập một ngày là quý thầy nghĩ là thẩm sâu trong cái tâm thức của mình đó. Mình đang cần một cái gì đó vững chắc hơn. Và chúng ta cần phải tán thán, cần phải vui mừng vì cái điều đó, là chúng ta đang xây dựng một đời sống tâm linh cho bản thân mình. Bên ngoài sóng gió nhiều, cuộc đời nó đưa đẩy mình nhiều quá. Mình vào chùa mình tĩnh tâm mình lại, mình xây dựng cho mình một đời sống tâm linh, một sự thực tập để làm cái nội tâm của mình vững chãi hơn. Thì đó mới là điều mà chúng ta đang cần này. Nếu mà bốn bánh xe cuộc đời của chúng ta được cân bằng, nhưng mà không có sự dẫn dắt, không có cái nền móng vững chãi của đời sống tâm linh thì chúng ta khó mà đi xa được. Đời sống tâm linh quan trọng lắm. Có bạn hỏi, muốn có đời sống tâm linh vững chắc thì chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải thực tập như thế nào? Câu hỏi này rất là hay. Thì Đức Phật dạy chúng ta có rất là nhiều cách để xây dựng cho mình một cái đời sống nội tâm vững chãi. Tháng nào các bạn về chùa tu thì quý thầy cũng có chia sẻ vào buổi chiều đó, là các bạn có thể niệm Phật, hoặc các bạn có thể niệm hơi thở, hoặc các bạn có thể kết hợp cả hai. Chúng ta dám dành thời gian đầu tư cho một cái trang mạng ảo, mà tại sao chúng ta không dám đầu tư cho cái đời sống nội tâm của mình? Ban đầu thực tập có thể rất là khó, bởi vì khi mà mình ngồi một chỗ, mình không làm gì cả, nó khó lắm. Ngồi một chỗ mà cái điện thoại để một bên là cứ tái máy, là cứ bấm lên rồi Facebook này, Facebook nọ. Nhưng mà mình phải biết cái nào quan trọng hơn. Để xây dựng một đời sống nội tâm thì chúng ta cần phải biết được, nhận thức rằng cái điều gì quan trọng cho cuộc sống của mình. Và trở lại với vấn đề mà phương pháp thực tập á, trước tiên là các bạn tĩnh tâm mình lại bằng cách niệm Phật, hoặc là các bạn niệm hơi thở. Các bạn tập trung cái tâm ý của mình, đừng cho nó bay nhảy lung tung, về một chủ thể, về một đối tượng duy nhất. Bây giờ chứ ngồi đây chứ mà tâm nó chạy ra lang thang ngoài kia rồi, có không? Hay là tâm nó về nhà hay gì rồi? Mời tâm về lại đi. Không mời được không? Mời về lại, tĩnh tâm mình lại. Khi mà tâm mình tĩnh rồi á, Thì mình bắt đầu quan sát, là mình nhìn xem tâm của mình đang suy nghĩ cái gì. Quý thầy vừa nói, các bạn vừa thử thực tập xem. Bắt đầu mình tĩnh tâm mình lại, rồi mình nhìn xem nó đang suy nghĩ cái gì. À, nó đang suy nghĩ sao ngồi đây nóng quá mà ông này ông nói nhiều quá. Cái đó quan trọng lắm thưa các bạn. Khi mà mình đã thuần thục rồi đó, thì khi mình ngồi xuống một cái là nó yên liền. Mà nó yên là nó nhẹ nhàng lắm. Có bạn ngồi 15 phút mở mắt ra hay là nửa tiếng, nãy giờ ngồi ngủ không? Có bạn hỏi quý thầy là tại sao thực tập hoài mà thực tập không được, tâm nó vẫn cứ chạy lung tung. Thầy nói là do anh ở thôi. Bởi vì mình cứ theo những cái thứ mà không có thực sự nó tốt cho mình. Mình đi coi cái này, xem cái kia, đọc cái này, đọc cái nọ, mà mình biết người rất là nhiều. Mình biết ca sĩ này lấy ca sĩ kia, chó nhà kia đẻ mấy con, nhưng mà thực sự trong tâm mình không biết cái gì cả. Bên ngoài thì mình rành lắm, bàn về ai mình cũng biết, nhưng mà thực sự bên tâm mình không biết gì cả. Điều đó rất là đáng tiếc. Đáng tiếc cho những người lớn ngồi đây này, người không còn nhỏ nữa này. Đôi khi mình tự hỏi là tại sao mình biết người ta nhiều về mà mình không biết mình.
Có buồn không? Buồn thiệt chứ. Mình biết người nhiều, họ làm gì mình biết, theo dõi 24/25. Mà mình thì mình không biết. Hằng ngày hỏi ngày nay bạn suy nghĩ gì? Không biết. Ngày nay bạn ăn gì? Quên rồi, không biết ăn chưa nữa. Nhiều khi nó vậy. Mình học, mình nghiên cứu, mình tìm hiểu về người khác để mà khi gặp bạn, gặp bè có chuyện mà nói. Nhưng mà đối với cái tâm mình thì mình không có quan sát được. Mình không nhìn nhận nó đang suy nghĩ cái gì. Điều đó là một điều rất là tiếc. Có bạn nói nữa là giờ tâm nó lung tung quá rồi. Cỏ dài trong tâm là nó mọc từ lứa hết rồi. Nói chung là giờ khó lắm. Tâm là hết trong sáng rồi. Giờ làm sao đây để mà thực tập? Chấp nhận là như vậy. Mình cứ ví như một người làm vườn khéo léo ha. Người ta có thể có một khu vườn đầy cỏ, đầy rác. Mình nhìn vào là mình đã thấy ngán ngẩm rồi, không muốn làm rồi. Nhưng mà nếu mình là một người khéo léo thì mình sẽ suy nghĩ rằng mình làm điều đó, mình dọn từng phần. Khi mình dọn xong một phần thì mình hạnh phúc được phần đó. Không cần phải dọn hết khu vườn một lần mới hạnh phúc. Mình dọn từng phần thì mình hạnh phúc được phần đó. Cái tâm mình cũng vậy. Hôm nay mình về đây mình tu tập, mình có được một hạt giống thiện là mình đang ở chùa. Mình xây dựng được một hạt giống thiện, mình dọn được một phần trong tâm của mình. Hôm nay không chơi bời, không la cà với bạn bè là một phần rất là quan trọng mà mình đã dọn được. Thì mình phải hạnh phúc với điều đó đi. Đó là mình đã dọn được một phần rồi đó. Dọn được một ngày rồi đó. Không cần mình phải ở chùa mà hoài mãi, bởi vì mình còn đi học mà. Mình còn cuộc sống bên ngoài thì mình cứ dọn được phần nào là hạnh phúc phần đó. Hôm nay mình bớt được một cái suy nghĩ xấu thì mình hạnh phúc. Mình tăng được một suy nghĩ thiện là mình hạnh phúc. Không cần mình phải trong sáng hoàn toàn. Cứ trong sáng từ từ đi. Nhưng mà ngày nào phải trong một tí. Trong một tí vậy đó. Được phần nào hạnh phúc phần đó. Nhưng mà ngày nào cũng phải có. Thì từ từ đó, cuộc sống mình sẽ tốt hơn. Sự thực tập mình sẽ nhiều hơn. Bởi vì cái gì cũng phải có cái sự tích góp hàng ngày. Không có cái gì mà nó đến bất chợt cả. Thì bây giờ đó, mình cần phải thay đổi cái tư duy của bản thân. Mình cần phải suy nghĩ, phải nghiêm túc, phải serious rằng mình lớn rồi. Mình không còn nhỏ nữa. Thay đổi mà thôi. Mình không chịu sống với cái mà cái tư tưởng mà mình còn nhỏ. Nếu mà chưa suy nghĩ được thì phải hỏi bản thân hằng ngày, khi nào ta mới lớn đây? Bây giờ không lớn thì khi nào ta mới chịu lớn? Khi nào ta mới chịu trưởng thành đây? Tuổi tác có thể thay đổi, vẻ đẹp có thể thay đổi, bạn bè có thể thay đổi, người yêu có thể thay đổi. Nhưng mà cái đời sống tâm linh đó nó là cái vững chắc nhất. Nói đến vẻ đẹp thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma có nói một câu rất là hay là đẹp không phải để cuốn hút người khác mà đẹp để giữ được người khác. Người ta thấy mình đẹp, người ta tới với mình, nhưng mà mình ăn nói nó mất văn hóa quá, ta bỏ ta chạy. Mà đẹp cái gì đâu? Đẹp mà hình Facebook với hình ngoài đời khác xa nhau thì đẹp gì? Đẹp mà có từ sự tài trợ của 360 độ thì đẹp gì? Mình đẹp là đẹp cái đẹp của tâm hồn các bạn. Đẹp làm sao để cho người ta đến với mình, người ta muốn ở lại với mình, cho người ta đến với mình người ta bỏ chạy thì thôi. Cái đẹp đó không tồn tại lâu dài đâu. Thì chính cái đời sống tâm linh, cái sự thực tập của mình tạo cho mình một nét đẹp tâm hồn. Và những suy nghĩ này không ai khác, chính là chúng ta, những người lớn này, những người lớn đang ngồi đây này, phải có, phải suy nghĩ được. Bây giờ chúng ta đã lớn chưa? Nói này giờ có chịu lớn chưa? Hả? Chịu lớn rồi ha. Lớn từng ngày đi. Bắt đầu từ hôm nay là phải lớn đi, chứ đừng có trẻ con nữa. Đừng có suy nghĩ bồng bột, đừng có vô trách nhiệm, đừng có sống một cuộc đời thiếu sâu sắc. Cũng vậy, khi mà mình suy nghĩ được như vậy, mình có đời sống tâm linh vững chãi như vậy, thì cũng như một cái thuyền đó.
Mặc dù có thể có cái lỗ ở bên trong, nhưng mình có cái chất liệu tâm linh tu tập mình vá lại thì nước sẽ không vào. Và dù các bạn có chở những tảng đá rất là lớn thì nó không có chìm. Nhưng mà nếu các bạn không có chất liệu tu tập của đời sống tâm linh á, thì cái lỗ nhỏ đó thì nước nó tràn vào, và dù các bạn chở một cái kim hay là còng cọ gì thì cái thuyền cũng sẽ chìm mà thôi. Đời sống tâm linh giúp ta vá lại con thuyền của cuộc đời, những lỗ hổng mà chúng ta đã từ lâu chúng ta quên. Mình có thể dành thời gian làm những việc vô ích, tại sao mình không dành thời gian để mình làm những việc có ích cho cuộc sống của mình? Và chỉ những cái điều này chỉ có những người lớn, những người trưởng thành cần phải suy nghĩ. Chứ cứ sống tàn tàn, sống qua ngày rồi chờ, chờ quá. Ở bên kia thế giới thì cũng uổng lắm. Mình cần phải có chất liệu nội tâm tu tập của mình. Và những cái đó xuất phát từ cái suy nghĩ rằng mình đã đủ lớn để làm những công việc đó rồi. Và công việc đó nó quan trọng, nó quan trọng lắm. Thường á, thì mình cần phải có người hướng dẫn cho mình thực tập Đức Phật, cũng như là người hướng dẫn cho mình tìm ra cho mình con đường, và mình phải đi con đường đó. Đức Phật không thể đi được. Ví dụ như các bạn uống nước, bây giờ quý thầy sẽ minh chứng cho các bạn thấy. Không phải thầy khát đâu, thầy đang minh chứng. Rồi các bạn giơ tay lên, chúng ta tưởng tượng mình đang cầm một cốc nước trên tay. Rồi tất cả giơ hết lên chưa? Rồi các bạn đang cầm nước gì đó? Thầy là nước trà. Trà ha, chúng ta uống trà ha. Rồi các bạn từ từ đưa vào miệng. Làm như là mình đang thực sự uống đi các bạn. Từ từ. Cầm hai tay vậy cho nó đẹp. Từ từ đưa vào miệng. Rồi các bạn uống. Các bạn uống thêm một hớp nữa. Uống đi các bạn. Rồi các bạn uống thêm một hớp nữa. Các bạn cảm nhận được điều gì? Các bạn không có trà mà sao các bạn diễn xấu quá vậy? Cũng vậy, giờ quý thầy không thể nói các bạn cái mùi này là mùi vị gì cả. Các bạn phải tự uống mới được. Mình phải tự thực tập, mình mới có cái cảm nhận, có kinh nghiệm về điều đó. Ai tu nấy chứng, ai uống nước nấy biết vị của nó. Giờ quý thầy uống, quý thầy nói là à, cái này như kia, các bạn cũng không biết được. Có muốn làm thêm lần nữa không? Thì đó, điều quan trọng là mình phải tự mình chiêm nghiệm, tự mình thực tập. Không ai đem đến cho mình được điều đó cả. Có một câu nói là chúng ta không sinh ra để trở thành người thắng cuộc hay là người thất bại, mà chúng ta sinh ra để trở thành người có sự lựa chọn. Sự lựa chọn nằm trong tay của mình. Mình chọn là người thắng cuộc hay là mình chọn là người thất bại thì đó là quyền của mình. Thì quý thầy gợi ý những điều đó để các bạn có cái con đường, có cái cách chọn riêng cho các bạn. Người ta nói rằng á, là sinh ra là con trai là vấn đề của sự di truyền, trở thành một người đàn ông là vấn đề của tuổi tác, nhưng trở thành một quý ông là vấn đề của sự lựa chọn. Con gái cũng vậy, sinh ra là một đứa con gái là vấn đề di truyền, trở thành một người phụ nữ là vấn đề tuổi tác, và trở thành một quý bà là sự lựa chọn. Trở thành một người hạnh phúc là sự lựa chọn. Sự lựa chọn là của mình. Đừng có đổ thừa, không ai chọn cho mình đâu. Trách nhiệm không nằm ở những cái đổ thừa của mình đâu. Trách nhiệm nằm ở chính bản thân mình. Mình phải chọn lựa được đúng những gì mà mình cần trong đời sống của mình. Nếu mà mình không chọn đúng và mình để những thứ bên ngoài nó tác động thì cuộc sống của mình như là một con rối cho người khác điều khiển.
Và chỉ có những người đủ lớn mới hiểu được rằng mình có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Mình có trách nhiệm để dẫn dắt lèo lái con thuyền của cuộc đời mình mà thôi. Nếu mà mình còn không chịu nữa thì cũng không biết làm sao. Cái gì cũng vậy, nó bắt nguồn từ cái suy nghĩ mà ra. Cái suy nghĩ mà trưởng thành á, thì cuộc sống của mình sẽ có ý nghĩa hơn. Mình đừng nghĩ rằng tư tưởng để trưởng thành, để sống một cuộc đời có mục đích, để tu tập đời sống tâm linh, để thực tập những phương pháp mà Đức Phật dạy, thì mình sẽ trở nên thiếu sức sống, hoặc là như một ông già, hoặc là như một bà già, cứ ăn rồi ngồi niệm Phật, hay là ăn rồi ngồi thiền. Điều đó không đúng. Những cái sự thực tập là giúp mình cân bằng cuộc sống của mình, là cái nền tảng vững chãi cho cuộc đời của mình. Nếu mình không thực tập thì chiếc xe của mình nó cứ chao đảo mãi mà thôi. Cũng như các bạn dành dùng tiền, thì khi nào cần gì, việc gì mình đem tiền ra mình mua. Cũng vậy, mình dành dùng cái năng lượng tu tập, và khi sóng gió đến